Hội Liên hiệp Phụ nữ quyện Cần Chuột tổ chức sự kết 2 năm thực hiện mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, mẹ đỡ đầu cho con, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn quyện giai đoạn 2021-2028. Hội Liên hiệp Phụ nữ quyện phát động và triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu đến 15 xã thị trấn Đến nay, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ trong quyện đã kết nối, vận động, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng 28 trẻ mồ côi do COVID-19 và nhận đỡ đầu thêm 10 trẻ mồ côi khác trên địa bàn quyện tới khi đủ 18 tuổi. Ngoài ra, để có nguồn kinh phí ổn định kịp thời hỗ trợ trẻ khi cần thiết đột xuất, hội triển khai mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19 dịp này bốn tập thể được trao tặng giấy khen vì có thành tích hưởng ứng phong trào thực hiện mô hình tiết kiệm nuôi heo đất mẹ đỡ đầu cho con